Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 21. Nghiêm khắc cự tuyệt nữ sắc. Lúc Hòa Thượng 18 tuổi đã gặp phải sự khảo nghiệm của nữ sắc, Hòa Thượng nói: tất cả đều là khảo nghiệm, coi ta phải làm sao. Ở ngay trước mặt mà không nhận ra thì phải luyện lại từ đầu. Tu đạo không dễ dàng, lúc nào cũng phải bảo trì chánh niệm, tránh phải một lần sẩy chân để hận ngàn đời. Hòa Thượng kể: vào lúc đó tôi cho rằng mình tu hành có chút công phu nên mới gặp phải khảo nghiệm. Tại Đông Bắc, lúc chưa bị bệnh, tôi tham gia hội đạo đức và làm tổng khoa trưởng, chuyên môn giảng thuyết về đạo đức, nhân nghĩa, khuyên mọi người làm lành. Vậy khuyên người ta làm việc thiện, còn tôi có làm việc tốt không? Tất nhiên tôi cần phải làm tốt hơn nữa, chứ không phải chỉ đơn giản khuyên người ta làm lành, còn tự mình thì không làm thiện. Có một hôm, tôi xem một cuốn sách nói về Trương Nhã Hiên, một vị có nghĩa cử cao thượng, biết trọng đạo và tránh xa nữ sắc. Trong sách nói đến một cô tên Du Thục Nhàn, tức cháu của Du Phụng Chí, vợ của Trương Học Lương. Du Thục Nhàn đem lòng thương Trương Nhã Hiên, rồi giả vờ quỳ trước mặt ông, nói cô nhất định phải gả cho ông. Trương Nhã Hiên vừa thấy biết là không ổn, liền uyển chuyển khuyên lơn cô ta thoái lui. Thấy hành vi đứng đắn của vị này, tôi liền nguyện với trời rằng: ông trời linh thiêng, con nhất định sẽ học theo gương ông Trương Nhã Hiên này. Nguyện xong, tôi lập tức cảm thấy có ý tưởng không đúng. Tôi bèn hối hận nghĩ: tôi muốn gặp phải sự việc như vậy để làm chi, có nghĩa lý gì chứ, đây có phải là quá ngu si không? Nói xong, có một đêm, kỳ quái thay, tôi gặp ngay loại khảo nghiệm này, xem tôi cuối cùng có thể làm được như ông Trương Nhã Hiên hay không. Nguyên ký túc xá của Hội Đạo Đức có một gian phòng. Ở Bắc Phương, người ta đều ngủ trên khán. Túc xá nữ và nam nối liền nhau, chỉ ngăn ra bởi một vách gỗ ở giữa. Phía dưới có khe hở. Tối đó ma nữ đến, cô từ vách gỗ thò tay qua, rất không đàng hoàng. Lúc đó tôi biết ngay là mới 3 ngày phát nguyện, tối đến gặp loại ma khảo nghiệm đó liền, để coi mình có làm được như Trương Nhã Hiên hay không. Đây thật là việc không thể tưởng tượng. Vậy phải làm sao đây? Tôi mặc kệ cô ta, và sau đó cô ta tự động rút lui. Qua điều này tôi biết rằng, nếu chúng ta phát nguyện gì, hoặc giả sẽ có Bồ Tát âm thầm tới khảo nghiệm mình ngay. Vì vậy, chúng ta không nên thốt ra những lời tự mãn. Các vị nên nhớ kỹ, đừng nói tôi thích cái gì đó, cũng không được nói tôi không thích gì gì đó, vì sẽ có cảnh giới như vậy đến khảo các vị bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, tốt hơn hết, chúng ta chớ nên thốt ra những lời không có ý nghĩa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.